Rồi ok, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một tựa game mới có tên là Lẩu Âm Dương. Thì cái series Lẩu Âm Dương này sắp ra phần 3 rồi mọi người ạ. Là chúng ta sẽ chơi phần 1 nhá. Thì chúng ta thưởng thức xem là cái hương vị của cái món Lẩu Âm Dương này nó sẽ như thế nào. Thì có một cái thông báo nhỏ nhỏ là sắp tới mình sẽ phải trải qua một cái kỳ thi vô cùng quan trọng trong đời mình, đó chính là kỳ thi đại học. Thì nói chung là vào 27 này thì mình sẽ chính thức bước vào cái kỳ thi đó. Nói chung là tương lai mình quyết định vào cái kỳ thi này á mọi người ạ. Nên là đây có lẽ sẽ là cái video cuối cùng trước khi mà mình thi đại học nhá. Và sau khi thi đại học xong thì mình sẽ ra rất là nhiều video mới cho mọi người xem. Có một số bạn comment cho mình là muốn được ăn lẩu âm dương, nên là mình sẽ dẫn mọi người đi ăn lẩu âm dương nhé. Mình thì mình cũng chưa ăn cái món lẩu này bao giờ, không biết là cái mùi vị này nó sẽ như thế nào. Nếu như mọi người thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chính thức thưởng thức cái món lẩu âm dương này thôi. Let's go. Có một anh chàng tên là Quách Hạ Phi, tên khá là đẹp. Chà, cuối cùng công việc của mình cũng đã kết thúc. Mình nghĩ rằng cái chuyến công tác lên những cái vùng miền núi này nó sẽ phải thú vị. Cứ nào cơ chứ, mình đã dành ra những cái kế hoạch để mà mình đi những cái vùng xung quanh để mà mình khám phá, để xem nó có cái gì thú vị không. Nhưng mà mình không ngờ rằng là mình lại bận rộn đến mức mình phải đi làm đến nửa đêm mới về. Và điều này đã xảy ra được 2 ngày liên tiếp rồi. Bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi và mình đang rất là đói, mình chưa có ăn gì á. Không biết là ở gần đây có quán nào mở cửa không. Mùi thơm quá, đây chính là mùi của món lẩu á. Nhắc mình nhớ, kể từ khi mình chia tay với cô ấy thì mình chưa ăn lẩu bao giờ. Mình sẽ đi tìm cái mùi này nó xuất phát từ cái quán nào mà mình sẽ ghé để ăn á. Đây rồi, lại có hướng dẫn ứng dụng gì đây. Thật là xui xẻo, tại sao trước mặt mình lại có một cái công trình xây dựng cơ chứ. Bây giờ nếu mà mình sẽ phải đi đường vòng á, thì chúng ta sẽ phải dựa vào cái điều kiện đường xá ở đây. Cái vùng ở đây nó có thể là Sơn Thành mọi người ạ. Chúng ta không biết mình sẽ phải đi bao xa, nên là mình vẫn muốn đi qua cái chỗ này. Mặc dù cái cách này nó không ổn lắm, nhưng mà mình thực sự rất là đói rồi. Đây chúng ta tìm cách mọi người ạ. Muốn là tìm cách, không thích thì tìm lý do thôi. Đây sẽ hướng dẫn này. Chúng ta lên một cái chìa khóa. Chìa khóa thì một cái này ra. Chúng ta lấy một cái kìm. Lại xem hướng dẫn. Ok, ok, biết rồi. Biết rồi, trời ơi. Đây, cắt đây. Cửa đã mở ra rồi. Không biết ở cái nơi công trường này còn có ai nữa không. Mình cần phải đi mau chóng. Mình cần phải mau chóng đi thôi. Mình đang rất là đói rồi. Đi thôi. Chúng ta sẽ đến với chương 1 của Lẩu Âm Dương. Ok. Hóa ra đây lại là nơi này. Khó trách mùi vị có chút quen thuộc. Đây không phải là quán lẩu mà tôi với cô ấy thường ghé thăm khi còn học đại học sao? Không ngờ nó vẫn còn mở cửa. Ngày xưa là mình với người yêu, người cũ à? Hay thường ghé quán lẩu này ăn? Không biết có gặp bà chủ ở đây không? Kiểu khách quen mọi người ạ. Nhắc mình nhớ, chúng tôi đã xa nhau gần 1 năm. Không biết cô ấy còn nhớ mình không? Tôi thường đến đây ăn lẩu với cô ấy. Cô ấy là một cô gái địa phương, nhưng mà tôi không bao giờ ăn được cay, nên lần nào cô ấy cũng gọi cho tôi món vịt quay. Ok, nhắc lại thèm cái món lẩu mọi người ạ. Chắc là phải để khi nào thi đại học xong thì mình sẽ phải làm mấy bữa lẩu liền, cho nó kiểu nó xoáng, kiểu nó đã cái cơn thèm á mọi người ạ. Mấy nay mình đang ôn thi đại học là mình đang ăn khá là healthy á. Ngày ăn có bữa à. Dù sao mọi chuyện cũng là quá khứ rồi, bây giờ mình sẽ vào ăn để mà ôn lại những cái kỷ niệm đấy nhé. Ok. Ở kìa, cửa khóa mọi người. Ở trên này nó có một cái dòng chữ là mình cần phải rung chuông thì cửa nó mới mở á. Không biết nó có cái gì đó bí ẩn ở đây không. Ok. Rồi. Ở đây nó có một cái chuông. Đây, bắc ghế lên. Rung chuông. Vào rồi. Đây là chủ quán đây rồi. Ồ, anh chàng đẹp trai, anh muốn ăn lẩu hả? Bên trong còn chỗ đấy. Bà chủ chưa đóng cửa sao? Muộn lắm rồi đấy.
Hôm nay là ngày lễ đấy, cậu trai trẻ ạ. Hôm nay lễ gì vậy? Quốc tế? Hôm nay là gì vậy? Ngày lễ sao? Hôm nay là ngày lễ gì vậy? Trung Nguyên Tết lô. Ngày lễ Trung Nguyên mọi người ạ. Không hiểu lắm. Hả? Sao nhỉ? Ở đây vẫn còn tổ chức lễ hội này á. Cậu thật là biết đùa mà. Quán lẩu của chúng tôi mở cửa từ buổi chiều và sẽ đóng cửa vào lúc sáng sớm. Ok, nói chung là hôm nay là một cái ngày lễ Trung Nguyên thì mọi người hay đến đây ăn lẩu. Mình nghĩ vậy. Tôi nhớ ra rồi, ngày xưa tôi và Gia Dĩnh hay đến đây ăn sau mỗi giờ học. Ok, người yêu cũ của mình tên là Gia Dĩnh mọi người ạ. Nhân tiện, hôm nay là ngày lễ Trung Nguyên thì trước khi ăn, mình cần phải làm cái nghi lễ, gọi là cái nghi lễ trừ tà ma mọi người ạ. Mình phải gột sạch những cái dơ bẩn trong người mình ra. Nếu không là có những cái thứ không có được sạch sẽ lắm sẽ vây quanh lấy mình. Nói chung là kiểu trước khi ăn lẩu thì mình phải làm lễ trừ tà ma đi. Tại sao vậy? Có cả những cái chuyện này nữa à? Mình cũng không hiểu cái chuyện này nó như thế nào. Dù sao thì đây nó là một cái nội quy rồi á, mình không thể không làm theo được. Được rồi, nhưng mà tôi phải làm gì đây? Tôi đang hơi đói rồi á. Mình không thể nóng vội được. Mình chỉ cần dâng hoa với cả rượu ở trên bàn thờ để mà bày tỏ lòng thành kính là được. Bây giờ tôi phải lấy những cái món đó ở đâu vậy? Anh có thể ra ngoài tìm. Rượu thì để ở trong tủ, anh chỉ cần ra ngoài để mà lấy là được. Hoa thì chắc là nó cũng nằm ở đằng sau thôi. Tại sao cửa hàng nó có những cái điều kỳ lạ đến như vậy? Ăn lẩu mà cũng phải phiền phức đến như vậy hả? Mà thôi kệ đi, bây giờ mình cũng khá là đói rồi. Mình cần phải làm theo những cái gì bà chủ quán nói vậy. Đây chắc là mình sẽ phải cúng hai cái món đồ là rượu với cả hoa đây. Đi ra ngoài xem. Đây. Mình lấy được một bông hoa rồi. Ở đây nó có những cái mật khẩu này. Là sao? Cái gì đây? Có vẻ ở đây chính là manh mối ở đây này. Manh mối cho những cái con số này này. Phải xem sao là mình... Ở trên cái lan hoa này nó có những cái vệt màu này. Chắc là chúng ta sẽ phải để đúng với cái ký tự đằng sau này để nó ghép lại thành số á mọi người ạ. Đây ở đây nó có số 9 này. Ở đây nó có số 4 này. Ở đây nó có số 3 này. Đây, 9 đỏ, 4 xanh nước, 3 xanh lá. 9 đỏ đây. 4 xanh nước, 3 xanh lá. Chúng ta lấy được một cái cục nam châm. Ok. Nam châm để làm gì? Cái gì đây? Có lẽ là chúng ta sẽ phải tìm một cái manh mối nào liên quan đến 6 ký tự này này. Cái gì đây? À đây. Nó có liên quan mọi người ạ. Đây nó giống kiểu một cái mê cung à. Thế mình sẽ phải chụp lại. Chụp lại ha. Rồi. Thì đây mình sẽ làm như thế này nhá. Đầu tiên là chúng ta có một lối vào ở đây này. Đây. Thế thì bây giờ mình sẽ phải đi theo hướng nào ở đây? Hướng trên này thì không có gì thì cù rồi thì mình sẽ đi xuống đây. Mình có một cái ký tự đầu tiên thì mình sẽ để số 1 ở đây nhá. Xong mình xuống đây, mình đi sang đây, ký tự thứ hai. Ok, xong sang đây này, trên này cù rồi thì mình lên đây thì có một cái ký tự thứ ba. Rồi,
Xong xong xuống đây à? Sang đây. Sang đây thì có cái ký tự thứ tư ở đây. Lên đây là ký tự thứ năm này. Mình lên đây tiếp là ký tự thứ sáu. Xong sang đây xuống đây. Ok rồi. Mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. Đầu tiên là mình có một cái ký tự, nó có ba sọc bên phải, một chân ở dưới. Đây. Thứ hai là một cái ký tự giống kiểu hình con người á. Đây. Thứ ba là một cái ký tự giống kiểu là cái que chọc sim mọi người. Ok. Thứ tư là một cái ký hiệu có hai chân. Hai chân. Thứ năm là một cái ký hiệu giống kiểu hình cái con gián. Rồi. Đây, chúng ta lấy được chai rượu. Chai rượu thì mình sẽ để đây. Đầu tiên để hoa, thứ hai để rót rượu vô đây. Xong mình chấp tay. Xong rồi. Bà chú, như thế này đã ổn chưa? Được rồi, buổi lễ đã xong, anh có thể vào ăn được rồi. Bây giờ tôi phải ra ngoài một lát. Nếu anh cần gì thì hãy gọi cho chồng tôi đang ở bên trong phòng bếp. Nếu mà anh ấy bận quá thì anh có thể tự ra ngoài để mua đồ nhé. Xin lỗi về sự hiếu khách kém cỏi này của tôi. Ok. Tại sao lại có thể tồn tại được một cái quán như vậy chứ, thật kỳ lạ. Dù sao thì mình cũng nên vào để tìm chỗ ăn thôi. Đói lắm rồi mọi người ạ. Cái gì đây? Chúng ta có một cái... Ở đây là một cái kiểu một cái mảnh chìa khóa đúng không? Thế thì mình sẽ đặt cái năm châm vô đây. À ok. À đây, mình có thể hút. Ok, bây giờ mình sẽ hút ra chỗ này ạ. Trời ơi, nó khó thế. Trời ơi. Mà hút như này kiểu buồn cười quá mọi người ạ. Đây. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Tao đói đến nơi rồi. Nhanh lên, tao sắp chết đói đến nơi rồi. Đây, mình lấy được một cái chìa khóa đây rồi. Sang đây thôi. Dù đã muộn đến như thế này rồi nhưng mà vẫn còn rất là nhiều người ăn lẩu á. Cô gái kia có phải là Gia Dĩnh không? À, thì ra là gặp người quen mọi người ạ. Chạy hả? Gia Dĩnh. Hạo Phi. Hạo Phi, đã lâu không gặp, tại sao anh lại ở đây? Anh đến Sơn Thành để mà công tác. Tưởng đã lâu rồi không ăn lẩu nên anh tìm đến cửa hàng này để ăn á. Không ngờ lại gặp em ở đây. Thật là trùng hợp. Vậy anh hãy ngồi xuống ăn cùng với em nhé. Em cũng vừa mới tới thôi nên cũng chưa có chọn món. Đây cái món lẩu chúng ta đây, có thể là lẩu âm dương. Sở dĩ nó gọi là lẩu âm dương tại vì cái lẩu này nó chỉ dành cho hai người ăn. Và cái điều đặc biệt ở đây á là nó dành cho một người dương và một người âm. Tức là nó dành cho một người còn sống và một người đã chết á. Khi mà mình có một cái người nào đấy vừa mới mất thì nói chung là mình có thể gọi họ đến ăn. Về cái phần lẩu á, thì ở đây nó có chia thành hai loại. Theo cái sự hiểu biết của mình thì bên phải này là cái lẩu dành cho người dương, và cái phần bên trái này là cái phần dành cho cái người âm này. Thường thì cái phần dành cho người dương có cái vị ở cái nước lẩu có vị rất là cay. Còn cái phần dành cho người âm thì cái vị của nó rất là lạt, kiểu nó nhạt á mọi người, với cả nó lạnh nữa. Ăn nó sẽ rất là dở. Nếu mà mình ăn vào thì mình cảm thấy rất là dở. Ngày xưa thì nó có rất là nhiều câu chuyện liên quan đến cái lẩu âm dương này á. Ngày xưa mình đọc nên là mình biết. Đây vẫn là cái món canh vịt. Cái món mà tôi yêu thích thôi. Nếu mà Gia Dĩnh muốn ăn một mình thì có lẽ cô ấy phải gọi cái nồi màu đỏ chứ. Có lẽ cô ấy biết mình đến đây nên gọi cái món lẩu âm dương. No. Thế thì anh không khách sáo nhé.
Nhìn ta hả Ok, hôm à? anh thắp lửa đi. Ông chủ đang bận nên là chưa có đến để thắp được cái món lẩu này á. Ừ, hào đó, tôi thử xem. Để anh làm cho. Đâu nhỉ? Đây cái bình ga đây. Ở đây nó có bốn cái nút. Mình phải bấm theo thứ tự à? Xem nào. Đây nó có một cái cửa sổ có 5 cái ký tự. Bên này cũng có một cái khóa nữa này. Bên này có vẫn còn nhiều người ăn mọi người. Đây có vẻ như cái là cái manh mối để mà mình có thể mở được cái chỗ này này. Ở đây à mình hiểu rồi. Cái một cái nút thắt này á, đó chính là cái thứ tự này mình bấm á mọi người ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ làm như thế này nhá. Đầu tiên là mình sẽ ghi ghi ra đây, ghi ra đây cho dễ nhớ đi không. Đây là một đi. Một ở đây là mình có đen này. À đỏ, đỏ trên. Đỏ trên đen dưới à. Ok. Đây là thứ ba. Thứ ba ở đây là đen. Đen, đen trái đỏ phải. Ok. Sang bên này. Thứ hai á. Hai ở đây là đen trên này, đỏ dưới này. Cái thứ tư đi. Cái thứ tư ở đây là đỏ trái đen phải. Ok. Rồi, hiểu rồi. Bây giờ mình sẽ sang để mình vặn cái ga này nhá. Xem nào. Đầu tiên là một này. Một chúng ta có đỏ trên, đen dưới. Đây. Hai là chúng ta có đen trên đỏ dưới. Đây. Ba là chúng ta có đen trái đỏ phải. Đây và bốn đây. Rồi. Được rồi, lửa đã lên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi trộn gia vị thôi. Gia vị thì nó vẫn như cũ à, gồm có ba thứ đó là tỏi băm, dầu mè và rau mùi. Hãy để em xem thực đơn. Bây giờ mình sẽ phải đi kiếm nguyên liệu để mà mình làm cái tô nước chấm mọi người ạ. Tô nước chấm mà. À ở đây, đây đây nó có cái khóa ở đây này. Ở đây nó có 5 cái lỗ này. Thì đây nó cũng có 5 cái ô của 5 cái ô của sổ á. Thì ok, rồi. Đây mình vẫn sẽ ghi ra nhé. Đây nó có một cái thứ tự ở đây. Thì mình sẽ ghi theo cái số thứ tự từ trên xuống dưới nhé. Đầu tiên là cái chữ sinh này này. Sinh này. Đây, sinh này thì nằm ở vị trí thứ nhất này. Ở vị trí thứ hai. Thứ hai chúng ta có một cái ký tự mà nó có ký tự nó có hai chân. Ok. Hai rồi. Tiếp theo là đồng vị trí thứ ba là cái chữ chữ này hay dùng ở trong đám cưới. Đây là chữ hỷ đúng không nhỉ? Đây là chữ hỷ đúng không? Ba đây. Cái chữ bên phải không biết thì mình sẽ viết bừa đi. Thứ tư là có một cái chữ cái chữ tâm ở dưới. Ok. Đây sang đây giải thôi. Thứ nhất là chữ sinh thì ở trên này. Đây, chữ này có một cái bộ tâm ở dưới thì mình để thứ tư. Đây cái này giống chữ hỷ đây. Thứ ba, chữ có hai chân ở thứ hai. Đây thứ ba. Đây chúng ta lưu được cái muôi đây. Rồi. Cái muôi dùng để làm gì? Đây chúng ta sang đây được này. Và chú nói rằng là ông chủ đang ở đằng sau bếp, nhưng mà mình vào thì không thấy ông ấy đâu. Bây giờ mình cần phải đi tìm nguyên liệu làm gia vị trước. Ok.
Ở đây là một cái dã này. Cái gì đây? Đây là cái pháo mà nó thò ra thụt vào được, kéo vào được. À đây 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 đây. Đây mình dùng cái muôi. Cái gì đây? Chúng ta lấy được cái dầu mè đây. Dầu mè chắc là chúng ta ra đây chúng ta đổ vô. Rồi. Tiếp theo là mình thiếu tỏi với cả hành. Ok. Hành thì đây rồi. Tỏi thì ở đây. Xem nào. Ở đây nó có 5 cái tháp này. Thì có lẽ ở đây chính là cái manh mối đó mọi người ạ. Thế sao mình sẽ chụp lại nhá. Chụp lại. Bây giờ mình cần phải xem rằng là cái mối liên hệ giữa hai cái chỗ này này. Chỗ này có thể thò ra thụt vào được. À, rồi mình hiểu rồi. Cái mọi người để ý cái chỗ thắt nút này nhá. Đây. Cái chỗ thắt nút này á. Với cả cái chỗ này này. Thì ở đây một cái nó thắt kiểu thắt ngắn, một cái kiểu thắt dài á. Nó giống cái cơ chế thò ra thụt vào của cái pháo bên kia. Thế thì bây giờ mình sẽ làm như thế này nhá. Ok rồi. Đây. Đây. Đầu tiên là chúng ta có cái có ớt này là nằm ở bên trái hàng cao nhất này, với cả cái này bên trái là giữ nguyên, bên phải là kéo xuống này. Rồi tiếp theo chúng ta đến hàng thứ hai đây hàng thứ hai thì chúng ta sẽ kéo xuống hàng hai, đây kéo xuống hết. Hàng thứ ba bên phải không kéo này, hàng thứ ba bên trái không kéo này, hàng thứ tư bên trái không kéo, à bên phải không kéo, bên trái có kéo rồi. Hàng thứ năm thì một cái có một cái không, bên trái có bên phải không. Rồi, được rồi á. Có gì không? Đây chúng ta lấy được một cái tỏi băm đây. Chúng ta lấy được cái tỏi đây, chúng ta cần phải băm nó ra. Yes. Băm nhuyễn nó ra. Đây rồi. Thiếu cái bát à? À đây cái bát đây. Chúng ta lấy được cái bát tỏi. Đây, bỏ vô đây. Có vẻ như mọi thứ đã được xong rồi á mọi người. Xin lỗi về cái sự bất tiện này. Do chúng tôi bận quá. Bây giờ anh lên thực đơn cho món đi. Tôi sẽ để cái menu ở bàn. Gia Dĩnh, em muốn ăn gì? Anh xem trước đi. Đã lâu rồi anh không tới đây, em có gợi ý nào không? Em nghe nói rằng là cái cửa hàng này gần đây có bổ sung thêm những cái món mới vào, những cái món thêm những cái món đặc trưng mới á. Thì em cũng không biết những cái món đặc trưng đấy nó là những cái món gì. Em cũng không biết miêu tả nó ra làm sao. Này chủ quán, cái món đặc trưng của quán anh là gì? Cả chủ quán với cả vợ của lão ta đều đi vắng rồi mọi người ạ. Cái quán này làm ăn thất trách thật sự luôn. Ok. Bây giờ chúng ta cần phải tìm xem cái món đặc trưng ở đây là như thế nào. Thì những cái món đặc trưng ở đây là những cái món mà được gọi ra nhiều nhất ấy mọi người ạ. Thì được gọi là đặc trưng. Nó gọi là cái gì ạ? Đặc sản nhỉ? Biểu tượng rồi á mọi người ạ. Bây giờ mình cần phải ra những cái bàn khác để mà xem họ gọi những cái món gì. Ok.
Ở đây chúng ta có tổng cộng là 10 món. Thế thì bây giờ mình sẽ chụp cái menu lại nhé. Chụp cái menu lại này để mình xem rằng là những cái thực khách khác họ ăn cái gì. Thì đầu tiên là mình sẽ đi từ cái bàn này trước đi. Xem nào. Bây giờ mình sẽ đánh dấu nhá. Đầu tiên là nó bàn này gọi một cái món thịt viên trắng. Có món món này là món thịt cay à? Đó, kiểu món thịt cay á. Tiếp theo là có cái món gì đỏ đỏ này. Món một món đỏ đỏ. Có món giống kiểu là thịt viên à. Đây. Một món món này. Và cái món ba chỉ ở đây. Rồi. Như vậy là bàn này gọi 6 món. Rồi. Bàn ở giữa. Bàn ở giữa thì có gọi thịt cay này. Món thịt ba chỉ này. Món thịt viên, món thịt trắng viên và món này, ok. Bàn này thì gọi khá là nhiều á. Đầu tiên là chúng ta có cái món này này, và gọi đây là lần thứ ba rồi á mọi người. Có cái món này là món gì đây? Tiếp theo là món thịt đỏ. Món này là món thịt cay. Rồi. Tiếp theo là thịt ba chỉ. Và cuối cùng là cái món món đậu này. Như vậy là chúng ta sẽ có ba cái món đặc trưng, là cái ba cái món được gọi nhiều nhất trong cái quán này ngày hôm nay. Đầu tiên là cái món này. Thứ hai là cái món thịt ba chỉ này. Thứ ba là cái món thịt cay này. Rồi. Bây giờ mình sẽ ra chỗ này để mà mình gọi món nhé. Đây. Rồi. Mình đã gọi xong món rồi. Đây chính là ba cái món đặc trưng nhất của quán này. Đó bà. Chủ quán cho tôi gọi những cái món này. Dạ. Nhưng mà tại sao cậu lại gọi ba cái món đặc trưng này? Tôi sợ rằng là nó không có đủ cho hai người á. Kiểu như là kiểu gọi nhiều quá nó hết. Mọi người nó hết đồ. Sợ không có đủ. Chí thông. Tôi không biết nên gọi thêm món gì nữa. Nên là anh cứ đem lên cái món nào được cho tôi đi. Ê, nhớ đây. Được rồi, tôi lấy được cái mới sẵn sàng. Tôi một xíu, tôi sẽ đem liền đây. Đây, rất là nhiều luôn. Chúc quý khách ngon miệng. Ok. Các món ăn đều đã được bưng ra. Em nghĩ anh đang rất là đói rồi đấy. Hả, nhớ ý chỉ sư. Bây giờ chúng ta đều ăn. Bây giờ chúng ta cùng ăn nhé. Gia Dĩnh thì ăn cái món bên cái món dành cho người âm, còn mình ăn cái món dành cho người dương. Không biết vì sao mình luôn cảm thấy Gia Dĩnh không có được bình thường. Ai à, cay quá, cay quá. Mình đã không ăn được cay rồi, trời ạ. Mình chợt nhận ra rằng là mình không ăn được cay mọi người ạ. Có lẽ là vì cái sự không bình thường của Gia Dĩnh là mình quên mất rằng là mình không ăn được cay. Lạ thật, tại sao Gia Dĩnh lại ăn cái nồi trắng cơ chứ? Mình nhớ là bình thường cô ấy không có thích ăn cái nồi trắng cho lắm. Cô ấy còn bảo là cái nồi trắng không phải là cái linh hồn của cái món này á, của cái lẩu này. Hả? Gia Dĩnh, anh nhớ lần trước em không có thích ăn cái nồi trắng này mà. Dân, sao sẽ thay đổi lại? Con người cũng phải thay đổi thôi anh ạ. Kiểu Gia Dĩnh trước không thích ăn nhưng mà bây giờ thích ăn đấy, kiểu thế cơ. Chắc là cái nồi trắng này phải có cái gì nó độc đáo, mình nên thử ăn xem sao. Xem nào, cái mùi vị nó rất là tệ á, hơn nữa nó lại chẳng có cái vị gì cả, ăn nó rất là nhạt. Có một cái điều khá là kỳ lạ là mặc dù cái nồi nó vẫn đang được đun sôi á, nhưng mà mình thực sự ăn cảm thấy rất là lạnh.
So với cái nồi đỏ thì cái nồi này ăn thực sự rất là lạnh, ăn thực sự rất là ghê á. Mình không thể nhổ thức ăn trước mặt Gia Dĩnh được, mình đành phải cố ăn vậy. Thật sự nó khá là khó ăn. Tại sao Gia Dĩnh vẫn ăn hoài được vậy? Và lại tại sao cái phần nước da của cô ấy trở nên trắng bệch như vậy? Tại sao nhở? Trời ạ. Gia Dĩnh, anh thấy hôm nay em không được khỏe, em có chuyện gì sao? Tôi chỉ vào vệ sinh chứ. Bây giờ em cần phải vào nhà vệ sinh gấp. Ồ, hả? Được thôi. Mình luôn cảm thấy Gia Dĩnh có điều gì đó không ổn. Chờ cô ấy quay lại rồi mình sẽ hỏi chuyện. Vẫn ăn được. Cái nồi màu trắng này á, đun lâu rồi mà nó vẫn lạnh, ăn nó rất là tệ. Tại sao Gia Dĩnh vẫn có thể ăn được vậy? Chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra rồi mọi người. Anh có cần thêm rau không? Không rồi. Không. Nhân tiện, anh có thấy bạn tôi ở đâu không? Là ai cơ? Không. Cô gái người mà ngồi đối diện tôi vừa đi vào nhà vệ sinh á. Thế sao thầm mẹ rồi nè? Tôi không có thấy ai từ trong nhà vệ sinh bước ra cả. Ở trong nhà vệ sinh không có một bóng người. Hả? Nó đã đi đâu rồi? Hả? Là sao? Vậy cô ấy đã đi đâu rồi? Bây giờ tôi phải rời đi vì có chuyện gấp. Ơ kìa, đang nước sôi rửa bỏng để anh rời đi. Cho tôi thanh toán được không? Lão bản, chỉ giao trọng. Chủ quán, cho tôi thanh toán. Yeah, để đi mạnh sâu ha. Ok, bây giờ mình thanh toán. Bây giờ mình sẽ phải đi tìm Gia Dĩnh mọi người ạ. Tại sao Gia Dĩnh đi ra mà không có lời chào hỏi đến mình vậy? Phải chăng đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy rồi? Bây giờ mình sẽ phải gọi cho người nhà của cô ấy để hỏi chuyện mới được. Không biết ở gần đây có cái điện thoại công cộng nào không? Sang đây chăng? Đây. Ở đây có mọi người ạ. Nhưng mà bị khóa mất rồi. Ở đây đã có một cái con khỉ này. Khỉ đồ chơi nào. À đây, chúng ta cần phải lấy cái dây cốt cho cái con khỉ này. Ở đây có gì không? Cái gì đây? Cái gì đây? À, hiểu rồi. Bây giờ mình cần phải bấm cho đúng thứ tự để mà cái hộp này nó mở lên á. Thì là mình bấm trái phải này. Mình bấm trái không được thì mình bấm phải. Xong mình trái. Trái. Không được rồi. Trái. Phải này. Phải. Trái. Phải. Xong đến trái. Xong đến phải. Sai rồi. Phải. Trái. Trái. Phải. Phải. Trái. Trái. Phải. Ok rồi. Chúng ta lấy được một cái sợi dây câu. Đây rồi. Vớt cái dây cốt này lên. Thì đây. Là sao? Lại lần nữa xem nào. Con khỉ này nó đập 10 lần và nó có 4 cái hồi nghỉ. Xem nào. Thế thì nó là manh mối cho cái khóa này rồi đây. Đây, lại nhá. 1 này. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 2. 1, 3, 2. Ok, 1, 3, 2, 4. 1 này. 3, 2, 1, 2. Rồi. Đây rồi. Dù chia tay nhưng mình vẫn nhớ số điện thoại của cô ấy. Gọi này.
Xin chào, cậu là ai vậy? Đây có vẻ như là mẹ của Gia Dĩnh mọi người ạ. Con là Quách Hạo Phi, Gia Dĩnh có ở nhà không? Câu hỏi để làm gì? Con gái tôi không ở đây nữa. Không có ở nhà á? Con với Gia Dĩnh vừa đi ăn cùng nhau xong. Lúc đến hiện tại thì cô ấy đi mà không có một cái lời chào hỏi nào đến với con. Con nghĩ là cô ấy có chuyện gấp ở nhà. Ý của bác là Gia Dĩnh không có ở nhà sao? Vậy thì Gia Dĩnh đi đâu rồi? Câu hỏi về con bé nhà tôi là cái gì? Gia Dĩnh đã mất cách đây 3 tháng trước. Là sao? Gia Dĩnh đã mất cách đây 3 tháng trước rồi á? Là sao vậy? Mình vừa mới đi ăn cùng với Gia Dĩnh gần đây xong. Là sao? Cái gì cơ? Bác nói thế là như thế nào? Tại sao Gia Dĩnh lại có thể? Thế thì vừa rồi á, mình đang ăn cùng với cả linh hồn của cô gái đấy đúng không? Thường thì cái lẩu ấm dương ấy, nó có cái nồi màu trắng ấy, nó chỉ dành cho người âm mà thôi. Với lại thêm mấy cái chi tiết như kiểu là da trắng bệch này. Thế thì chỉ có thể lý giải cho cái việc là Gia Dĩnh là ma mọi người. Mình nghĩ là vậy. Bây giờ giải thích trên điện thoại nó không có tiện lắm. Cháu có thể đến nhà của bác, bác sẽ giải thích cho. Ok. Cháu sẽ tới liền. Tại sao lại có cái chuyện này xảy ra vậy? Làm sao Gia Dĩnh có thể qua đời được? Nếu như chuyện đấy là thật, vậy thì cô gái ngồi trước mặt mình vừa rồi là ai vậy? Có lẽ là mình đã bị nhầm lẫn giữa một cái cô gái khác rồi. Khi mà mình về lại cái nơi này á, mình đã nhớ Gia Dĩnh đến nỗi mà mình kiểu dễ dàng bị nhầm lẫn á mọi người ạ. Ok. Bây giờ thì mình sẽ phải đi đến cái nhà của mẹ Gia Dĩnh để mình hỏi chuyện nào. Đây, mình sẽ chờ đến sáng hôm sau mình đi. Gia Dĩnh và tôi bắt đầu yêu nhau khi mà hai chúng tôi lên đại học. Chờ cho cả hai có cuộc sống ổn định rồi mới tìm đến kết hôn. Nhưng mà mới nửa năm trước đây, cô ấy là đề nghị chia tay với tôi, không rõ lý do. Mình cảm thấy Gia Dĩnh không có được bình thường. Mình hỏi cô ấy tại sao lại chia tay thì cô ấy không có nói rõ lý do. Giờ nghĩ lại, chắc hẳn cô ấy chia tay mình là phải có lý do. Muốn rời xa mình, không muốn mình liên lụy đến chuyện này. Gia Dĩnh còn quá trẻ, tại sao có thể ra đi đột ngột đến như vậy? Mình thậm chí còn không biết cái điều này. Có lẽ cô ấy biết được chuyện gì đang xảy ra nên mới chia tay mình để mà khỏi mình khỏi bị liên lụy á mọi người, sợ mình buồn à. Bây giờ mình sẽ phải làm rõ cái điều này. Ok. Chúng ta đã kết thúc chương 1 rồi đây. Vậy thì để xem rằng là tại sao Gia Dĩnh lại qua đời thì mình sẽ phải sang chương 2 mới biết được. Chương 1 kết thúc ở đây rồi. Ok. Nếu như mọi người thấy hay á, thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nha. Hẹn gặp lại mọi người tại chương 2 của Lẩu Âm Dương. Còn giờ thì tạm biệt. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ nha. Bye bye.